là câu phúc cú kinh số 295. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Thầy Dạ. Trước tiên, kính lễ Tri Tôn Thịnh Đức Tăng trong những nick name mà chúng tôi không được rõ. Chào Huynh Ni Sư với cô tu nữ. Chào Huynh Sơn Xuân, Sĩ Nhật Quỳnh, Sĩ Kim Nhung, Sĩ Không Nhật, Sĩ Trang Thư, Sĩ Tâm Phương, Sĩ Mê Ta, Sĩ Thiện Vũ, Sĩ Kim, Sĩ The Man, Sĩ Thi Lâm, Đạo Hữu Thanh Hòa, Sĩ Bình Lê, Đạo Hữu Năng Kiều, Đạo Hữu Tàm Quý và Đạo Hữu Tâm Hạnh. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 290. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chăng, tôi thường giao chủ, trí năng vô lượng, từ đế ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, nhân lương phát trần. Con xin một ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bà đi bồ vi tá sát sát thu nô lô ca nó mạnh thá sá vi nà sá rô cô sát phần nhu bố thấp bà ti phù ti sanh nhá tô văn đà mát hành tăng ná ra phù. Trên này giá trần pháp bảo vi như ánh vàng, như lai soi sáng vẹt màng vô minh, phá tan lầm đặt dũng sinh đầy dụng Phật tổ con minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sang cô với số thô thu gắt tác sát xa quốc cô xích khà xúc ca mô quốc ác hầm mát xích khắc cô ninh đà bất sang tà đi a nà đá rô quá rô quần đà mát hành tăng ná ra phù. Cha này gia cần Tăng Bảo Thinh Văn Phật Đà thâm mật muôn rõ để mà khó khăn. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa tế pháp phàm nhân ai bì. Con xin lễ tăng đi đáng cho công chung nhớ ghi cũng dường. Rất tận át tế giá tề chê nát sách khà mê ê tu quá tha năng tha xà bí à nú phà quê nát xa hát xà dê nát sách chạch tu. Cầu xin Tam Bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tán dương ân đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 295. Alo. Sĩ Nhật Quỳnh có ý kiến gì hả? Thấy bàn tay còn để. Rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Câu Phật ngôn 295. Mà ta rằng biết ta rằng hành tòa, mà ta rằng biết ta rằng hành tòa, mà ta rằng biết ta rằng hành tòa. À, bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này ha. Chữ đầu tiên là mà ta rằng. Mà ta rằng do cái từ mà tu, đây là một danh từ nữ tính. Ukaranta Ithilinga. Chữ ma tú ở đây được chia theo đối cách số ít. Dutiya Vipati Ekavachana. Cho nên chữ ma tú nó biến thành ma ta răng. Ma ta răng có nghĩa là mẹ. Ma ta răng là mẹ. Alo.
Alo, rồi mà tạo răng là mẹ. Rồi cái từ thứ hai là bi tạo răng. Bi tạo răng do cái từ bi tú. Bi tú là một danh từ nam tính. A ran ta phung linh gia. Và chữ bi tú này cũng được chia theo đối các số ít. Đu tỷ giá, quy pháp thì có quá trình á. Cho nên chữ bi tú biến thành bi ta răng. Bi ta răng là cha. Bi ta răng là cha. Từ thứ ba là hanh toa. Hanh toa do cái động từ hanati. Nhưng mà ở đây cái căn ngữ của nó là hanh cộng với toa. Đây là một động từ bất biến trong thì quá khứ. Hanh toa có nghĩa là sau khi đã giết. Sau khi giết. Hanati động từ giết. Nhưng mà ở đây sau khi đã giết. Đây là một động từ quá khứ. Vậy thì câu này ý nghĩa sao? Sau khi đã giết mẹ cha. Sau khi đã giết mẹ cha. Rồi câu số 2. Ra cha nô đuê cha sốt thị dê. Ra cha nô đuê cha sốt thị dê. Câu số 2 chúng ta có 4 từ. Ra cha nô là 1, đuê là 2, cha là 3, sốt thị dê là 4. Chữ ra cha nô. Ra cha nô do cái từ ra cha. Ra cha là một danh từ nam tính. Akrantakumlinga. Chữ ra cha này cũng được chia theo đối cách số nhiều. Dutiya vi phát tiếp bahu quá trình á. Chữ ra cha biến thành ra cha nô là các vị vua. Các vị vua. Rồi bây giờ tới cái từ thứ hai nha. Ra cha nô rồi. Chữ đuê. Chữ đuê. Đuê đây là một từ nói lên số thứ tự. Do cái chữ đuối. Gốc của nó là chữ đuối. Thuộc về nam tính. Nhưng mà chữ đuối này nó cũng được chia theo đối cách số nhiều. Đuối thì giao quy pháp tiếp bảo hữu quá trình á. Cho nên chữ đuối biến thành chữ đuê. Đuê là 2. 1, 2, 3, 4. Ví dụ e cá là 1. Đuê là 2. Ta tí là 3. Cha tu là 4. Banh cha là 5. Cha là 6. Cha ta là 7. Vân vân. Tức là 1, 2, 3, 4, 2. Đuê là 2. Rồi cái từ cuối cùng. Từ thứ 3 là cha. Cái là bà ha. Cha là bà. Rồi chữ cuối cùng là sốt thị dê. Sốt thị dê. Sốt thị dê do cái từ sốt thị giá. Mà sốt thị giá nó là một danh từ nam tính. Akrantapumlinga. Sốt thị giá đây được chia theo đối cách số nhiều. Đu thị giá quy phát tiếp bảo hữu quá trình á. Cho nên sốt thị giá biến thành sốt thị dê. Sốt thì dê có nghĩa là bà la môn. Bà la môn hoặc là những vị thức giả.
thích giả là những bậc thiện trí thức, à, chứ không phải thích giả thức thiệt ha. À, thích giả là những bậc thiện trí thức có sự hiểu biết, chứ không phải là thích giả là thức thiệt. Như vậy thì ở đây và hai vị vua dòng Bà La Môn đó là ý nghĩa câu số 2. Rồi bây giờ chúng ta đến câu số 3. À, câu số 3, quay dắt khắp bình chắc măng hành tòa ha. Quay dắt khắp bình chắc măng hành tòa. Quay dắt khắp bình chắc măng hành tòa. Câu số 3 chúng ta có hai từ, quay dắt khắp bình chắc măng là một, hành tòa là hai. Bây giờ chúng ta tìm hiểu này sao dính trùng nhau vậy? À, do hai từ mà thôi. À, tức là quay dắt khá là một và băng chắc măng là hai. Chữ quay dắt khá, à, nó là một danh từ nam tính. Akranta Pumringa. Quay dắt khá là con cọp, con hổ ha, con cọp, con hổ. À, rồi banh chạm măng, banh chạm măng do cái từ banh chạm má, banh chạm má nó là nó lên cái số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5. Vậy thì banh cha ở đây có nghĩa là 5. À, như vậy thì quay dắt khắp bình chắc măng là con cọp thứ năm. À, con cọp thứ năm ở đây nó được thay đổi các số ít. Dutiya vipatti ekavachana bình chắc măng nó biến thành bình chắc măng ha. Con cọp thứ năm, cọp hay con hổ cũng giống nhau mà. Ở cái nơi nó họ không gọi con cọp, con hổ mà gọi là ông 30 ha. Không biết làm sao mà gọi là 30. Rồi, hành toa là đã giết. Hành toa là đã giết. Hành toa đã giết. Vậy thì sau khi đã giết con hổ thứ năm, sau khi đã giết con cọp thứ năm, nó là ý nghĩa câu số 3 và câu cuối cùng. Ani khô già tiết phẩm mát nô, Ani khô già tiết phẩm mát nô, Ani khô cha già tiết phẩm mát nô. Câu số 4 này chúng ta thấy có 3 từ. Ani khô là 1, già tiết là 2, phẩm mát nô là 3. Chữ Ani khô, Ani khô, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ anh ở phía trước có nghĩa là không, và y khô do căn ngữ ít có nghĩa là run sợ giận dữ, run sợ giận dữ. À, vậy thì anh y khô ở đây nó đứng làm chủ từ, tức là bhatthama ekavachana vipatti, thay vì anh y khác nó biến thành anh y khô. Aniko là không còn phiền muộn, không còn phiền muộn. Từ cái chữ giận dữ mà không giận dữ có nghĩa là không còn phiền muộn.
Rồi bây giờ đến cái từ gia tý. Gia tý đây là một động từ số ít, do căn ngữ gia cộng với tý, có nghĩa là theo đuổi, theo đuổi. Rồi chữ gia tý ha, gia tý là đi, đi theo hay là theo đuổi. Rồi chị gia cho mà chị gia, chị gia chứ không phải chữ gia, gia cộng với tý ha. Rồi chữ cuối cùng brahmano, brahmano do cái từ brahmana. Brahmana nó là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga. Và chữ Brahmana này được chia theo chủ các số ít, Bhattama Ekavachana Vipatti. Cho nên Brahmana biến thành Brahmano. Brahmano là Bà La Môn. Brahmano đứng làm chủ từ, tức là vị Bà La Môn. Như vậy thì ở đây vị Bà La Môn, vị Bà La Môn đi, ra đi không còn phiền muộn. Vị Bà La Môn ra đi không còn phiền muộn. Như vậy thì ý nghĩa câu Phật ngôn 295 chúng ta cũng đã giải quyết xong ha. Tóm lược lại là sau khi giết mẹ cha, hai vị vua dòng Bà La Môn, sau khi tiêu diệt con đường bị hổ rình rập thứ năm, vị Bà La Môn ra đi không còn phiền muộn. Xin lặp lại ha. Sau khi giết mẹ cha và hai vị vua dòng Bà La Môn, sau khi tiêu diệt con đường bị hổ rình rập là thứ năm, vị Bà La Môn ra đi không còn phiền muộn. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: mẹ cha đã giết đã chôn, và hai vua Bà La Môn giám ngành, đoạn viên hổ tướng thứ năm, bậc vua sống cõi hằng vô sinh. Mẹ cha đã giết đã chôn, và hai vua Bà La Môn chém ngành, đoạn viên hộ tướng thứ năm, bậc vua sống phải hằng vô sinh. Rồi bây giờ qua lối dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn. Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn giết hộ tướng thứ năm, vô ưu phạm chỉ sống. Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn giết hộ tướng thứ năm, vô ưu phạm chỉ sống. Rồi bây giờ phần tự vấn xin chấm dứt ở đây. Bây giờ chúng ta đi qua cái phần trường âm và đoạn âm để giọng đọc của chúng ta được ổn định ha. Alo. Sít Nhật Quỳnh tới ý kiến hả? Không, thấy bàn tay nè. Rồi, xin mời Sít Nhật Quỳnh. Nam Mô Bụt Thầy nha. Dạ, con xin phép mong chút xíu ạ. Dạ, có người khiếu nại với con là câu Pháp Cú Kinh số 294 chưa học xong, mà sao không thấy học mà lại học 295. Dạ, này Ngài giải thích nha. Dạ, cái thứ hai nữa là Huynh Sơn Suốt đây, Huynh có thể nào tắt cái quách cam dùm không? Tại vì Huynh để cái quách cam, chị Mách Ta không cầm mít được, không thấy đường để đọc luôn. Dạ, rồi hai điều. Dạ, con xong, con kính nhân mít đến Ngài. Có bàn tay của Hà, mời mời Sít Hà nha.
Dạ, con kính định lễ Ba Ngôi Tam Bảo và con kính định lễ Nhà Trí Đức. Dạ, con có câu hỏi về tiếng Bali chứ con không có, đây thôi. Dạ thôi, dẹp để con trình mic con nói luôn. Dạ thưa ngài, con có đọc một cái trong một người bạn đạo chia sẻ nói là tiếng Bali, nếu mà nói là tiếng Bali mình đọc tiếng Bali thì nó không đúng, tại vì trên cái căn từ tiếng Bali nó chỉ nói về nghĩa nó là kinh văn, còn cái tiếng mà thời Đức Phật á, thì nó lại khác, nó là cái tiếng Makhatha hay là Makhatda. Thì nếu mà nói tiếng Bali thì mình phải nói cái tiếng ngôn từ của Đức Phật ngày xưa dùng, thì mình phải nói là tiếng Makhatda, hoặc là nếu mình nói về những cái kinh điển mà học á, thì mình dùng nói là tiếng Bali. Thì con không biết cái cách suy nghĩ của con gì có đúng hay không ạ. Thì sư xin sư chỉ dạy cho con thêm. Dạ con xin trao mic rồi. Alo, Siết Hà ơi, nghe sự thắc mắc này ngài Liễu Tông đã giải thích rồi ha. Ngài Liễu Tông ngài cũng đã giải thích trong những cái ngày sinh hoạt của ngài, người ta thắc mắc tiếng Pali này thì ngài cũng cho biết nó là từ Makati mà ra ha. Rồi kinh văn hay là giọng nói cái gì đó thì gặp ngài Liễu Tông ha, gặp ngài Liễu Tông và ngài Liễu Tông đã giải quyết như vậy, bây giờ còn thắc mắc nữa hỏi tiếp ha. Rồi, cảm ơn để hướng năng chiều ha. Quân Sơn Xuân cái động kia phần không được. Chắc được rồi phải không? Alo. Rồi sao cũng còn y nguyên hả? Thôi với Nhật Quỳnh làm đi. Thì Nhật Quỳnh thắc mắc là sao 294 học chưa xong mà học qua 295. Bởi vì 294 và 295 cùng một duyên sự ha. Cùng một duyên sự. Tức là bên kia nói lên bốn vấn đề. Giết mẹ, giết cha, giết vua, giết chúa gì đó. Rồi bây giờ ở đây thứ năm, tức là giết luôn cả một vị hổ tướng, giết thêm một hổ tướng nữa, tức là đủ năm, tức là Panh Châm Bằng và hổ tướng này nói lên cái sự hoài nghi ha, nói lên cái sự hoài nghi. Và thì bây giờ khi mà qua cái phần duyên sự á, quý vị sẽ đóng góp ý kiến. Cái điều Thích Hà từng nghe ngài giải thích ha. Còn cái vấn đề chỗ này ha, chúng ta hòa ra về mà ta rằng biết tu hòa ra thi về hai câu ha.
quý vị hãy chúng ta thành thủ ta rằng vi ta rằng hành tòa ra chano về thi à, rõ nha để chúng như đó rồi chúng ta phân tích nha. À, câu 1, câu 2. Alo, quý vị thấy chưa? Mà ta rằng, biết ta rằng, hành tòa ra cha nô đuê chốt thí dê. Đọc lại ha. Mà ta rằng, biết ta rằng, hành tòa ra cha nô đuê cha sốt thí dê. À, trong hai câu này, quý vị phân tích cho biết trường âm, đoạn âm. À, bây giờ một câu như vậy ít nhất cũng phải ba người để làm việc câu này. Đầu tiên là mời chiếc lá mùa xuân ha. À, bây giờ qua mùa hạ rồi, mùa xuân cũng hiếm hoi ha. Rồi bây giờ mời chiếc lá mùa xuân. À, chiếc lá mùa xuân mà phân tích không được là mời chiếc lá cuối cùng à, cho nó rụng hết luôn. Dạ con kính đảnh lễ sư Trí Đức và đạo tràng. Con mới lên mà con nghe sư nói con cũng muốn rụng. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Mà ta rằng ma là trường âm thông thường, ta là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Biết ta rằng biết là đoạn âm, tắt là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hành tòa hành là trường âm nhấn, tòa là trường âm thông thường. Gom lại câu số 1 thì má trường âm thông thường có hai trường âm thông thường, ba đoạn âm và một trường âm nhấn với lại hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ra cha no, ra cha là hai trường âm thông thường, no là trường âm thông thường. Quê là trường âm thông thường, chắc là đoạn âm, sót là trường âm nhấn, thiết là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Rajano we jasothiye. Con xin đọc lại câu 1 và câu 2. Mà ta rằng, biết ta rằng, han tòa raja no về chát xuất thi về.
Mà ta rằng, biết ta rằng, hàn tòa ra cha nô thuê chất sắc thi dê. Chắc con sai cũng nhiều, sư sửa dùng không? Con xin xuống mít ạ. Alo, 1, 2, 3 là sao ra? Gì mà chiếc lá cuối cùng khen chiếc lá mùa xuân hả? Cùng một chiếc lá cái khen ha. Chào bà nghe chiếc lá mùa xuân phân tích nghe đói bụng thiệt á. À, nghe đói bụng á. Chậm rãi, chậm quá đi. À, chậm vừa vừa chứ chậm quá thấy người ta buồn ngủ hết á. À, nhưng mà rồi cũng làm việc xong. Đâu phải là không làm việc xong đâu. Đó cũng là một thành viên mới đến với đạo tràng, nhưng mà như vậy là cũng tiến bộ rất là nhiều ha. Rồi xích chiếc lá mùa xuân nói còn nhiều sơ sót ha. Bây giờ thêm hai vị nữa để coi có một sự so sánh, nhất là những vị mới. Quý vị cũ cũng quan hệ chút ha, để coi sự tiếp thu của những vị mới đến với pháp hội này, và chúng ta nâng đỡ lẫn nhau ha. Rồi bây giờ mời Sweet One Fan ha, 2019 Sweet One Fan ha. Alo, mà ta rằng vi ta rằng hành tòa ra cha nô đuê cha số thi dê. Sika Oanh hoan hỷ phân tích, ta có giống như là chiếc lá mùa xuân không? Bây giờ hết mùa xuân rồi mà phân tích vậy đó, nếu mà còn mùa xuân nữa thì coi như ước ác lắm. Rồi mời Sika Oanh. Dạ mô Phật, con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính chào đạo tràng. Dạ thưa Ngài, con mới vô học ngày hôm nay là lần đầu tiên, ngày bữa đầu tiên đó sư. Ra và bây giờ con phân tích được tới đâu hay tới đó, có gì Ngài chỉnh dạy lại cho con. Chứ con là ngày đầu tiên, con mới vừa vào lớp thay ngày đầu tiên luôn á. Dạ, sau đây con xin đọc. Mà ta rằng bí ta rằng hành quá. Dạ con xin phân tích câu 1. Ma là trường âm thông thường. Tá rằng tá là đoạn âm, răng là trường âm nhấn. Pí là trường âm thông thường. Tá là đoạn âm, răng là trường âm nhấn, đọc theo giọng nguyên âm. Hình quá hình hình là đoạn âm. Hình quá là trường âm thông thường. Dạ, con đọc tiếp. Ra giá nô để trả số thi về. Ra trường âm thông thường. Giá trường âm thông thường. Giá nô
là trường trường âm thông thường luôn ạ. D là trường âm thông thường, chát là trường âm đảng âm, số số thí số thí số là trường âm thông thường và trường âm thông thường và đoạn âm. Dạ con xin, con không biết là con đọc như vậy xin sư chỉ. Hôm nay là ngày đầu tiên con vào lớp và con chưa có học Pali bao giờ thưa sư. Dạ con xin sư chỉ dẫn ạ. Sa thú sa thú sĩ quan ha. Người ta nói vạn sự khởi đầu nan, mày gian nan mình có nản ha. Cái này gọi là do sĩ nguyên can đem con qua chợ rồi vũ khí vô trong cái room này rồi bây giờ không có mặt làm cho sĩ quan coi như lộng cộng ha. Phải có sĩ nguyên can là thấy mạnh dạng rồi. Nhưng mà cái câu đầu tiên, cái chữ đầu tiên ma ta rằng ha, chữ ma ta rằng hai trường âm mà nó đúng một trường âm vậy là tốt rồi. Chữ ma là trường âm thông thường chính xác, ta là đoạn âm, chữ răng đây là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, nhưng mà siết oanh nó trường âm nhấn ha. Thì ở đây không phải nói như sĩ Nhật Quỳnh là tặng cái giải can đảm, mà đây là một cái sự vượt lên chính mình lần đầu tiên mà lên mạnh dạng lên đọc âm thanh rõ ràng nè, đọc sai thế rõ ràng là nó sai à, đọc đúng thì nó đúng, đọc đúng sai đó do chính mình hả à. Thì bây giờ những cái vị mà do sĩ Nguyên Trang hướng dẫn á, mà hôm nay không có sĩ Nguyên Trang á, rồi bữa nào hội đồng đi ha. Tại sao suối vô trong này mà coi như bỏ chạy đâu, mất dép đâu, mất tiêu rồi à, cái này là lỗi của sĩ Nguyên Trang ha. Rồi bây giờ người thứ ba xin mời sĩ Hà. Alo sĩ Hà, hồi nãy cũng thắc mắc chữ ba ly thôi, đọc hai ly cũng được rồi, còn nếu mà khá hơn thì đọc tới 4 ly đi. Mời sĩ Hà. Alo. Dạ dạ con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo. Dạ con kính đảnh lễ và đạo tràng. Dạ thưa con không dám, con đang cố gắng đọc 3 ly chứ con không dám đọc 2 ly hay là 4 ly thưa ngài. Dạ để con phân tích câu số 1. Mà ta rằng bí ta rằng hành tòa, ma là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bí là đoạn âm, tá là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hành là trường âm nhấn và tòa là trường âm đọc theo thông thường, trường âm thông thường. Thì câu số 1 con thấy có ba đoạn âm, tá, bí và tá, có hai trường âm thông thường là ma và toa, có trường âm, có hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm là răng, răng, và có một trường âm nhấn là hanh. Dạ, con xin đọc lại. Ma ta rằng bi ta rằng hành tòa. Câu số 2. Ra cha nô tòa chá xuất tí dê. Thì ra là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, nô là trường âm thông thường, tòa là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, sốt là trường âm nhấn, thí là trường âm nhấn, mà dê là trường âm đọc, trường âm thông thường. Thì trong câu số 2 này,
này thấy có bốn trường âm thông thường: ra, da, no, dê. Đoạn âm con có thấy có một là chá, và trường âm nhấn có trường âm nhấn con thấy có ba là đoa, số, thí. Trường âm dạ vậy là hết. Ra cha no đoa chá số thí về. Dạ con xin ngài sửa sai nếu con có sai gì. Dạ, con xin trao lại mic cho ngài. Alo, 123-123, Tích Hà ơi, hình như viết sai, nên là nhiều lần đọc cũng chữ đuê, mà đọc thành là chữ đoa, ha. À, đạo hữu trước lá cuối cùng cũng nhắc lên là chữ đuê, chứ không phải chữ đoa. À, đoa là cái cửa, mà đuê là số 2, nó khác nhau ha. À, trong câu số 1 thì rất là chính xác. Nhưng mà câu số 2 không được tự tin. À, câu số 2 bị phân tâm. À, câu số 2 trở thành 2 ly ha. Nhưng mà câu số 1 là 3 ly. À, đúng rồi, câu số 1 là perfect. À, tức là tuyệt vời. Nhưng mà câu số 2 có khuyết điểm. Rồi bây giờ thêm một người nữa để giải quyết ba người này ha. Mời Thích The Man. Alo, lâu quá chị thờ mạng nghĩ không biết còn nhớ cái bài học này hay không. Nhớ trường âm, đoạn âm, làm sao phân tích để cho ba người kia nắm bắt cho nó rõ ràng. Mời chị thờ mạng. Alo, dạ, dạ thưa sư, cho con xin phép. À, con cũng không biết con tệ hại hơn xưa không nữa. Cái câu mà trong kinh pháp cũ, câu số 1 thì câu 295 mà ta rằng biết ta rằng hành tòa ra cha nô đề cha xuất thi về thì ma là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, răng là trường âm đập theo giọng nguyên âm, bí là đoạn âm, tá là đoạn âm, răng là trường âm đập theo giọng nguyên âm, chữ han là trường âm nhấn, chữ toa là trường âm thông thường. Dạ như vậy thì câu này có 1, 2, 3 đoạn âm và 2 trường âm thông thường, 1 trường 2 trường âm đập theo nguyên âm và 1 trường âm nhấn. Dạ câu sau thì ra là trường âm thông thường, cha là trường âm thông thường, nô là trường âm thông thường, đê là trường âm thông thường, chá là đoạn âm, xót là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Dạ như vậy câu này thì có 1, 2, 3, 4, 5 trường âm thông thường, 1 đoạn âm và 1 trường âm nhấn. Dạ cho con xin xuống. Alo, 123-123, xa thú. À, chính xác, nhưng mà khi gom lại, giống như sĩ Kim nói, hai đoạn âm, chứ không phải một đoạn âm, câu số 2. Nha. Tức là chữ chá và chữ thí là hai đoạn âm, chứ không phải là một đoạn âm. Còn bao nhiêu đều đúng cả. À, như vậy thì chúng ta sẽ thấy sĩ Sơn Man đã trở lại với đạo tràng và lợi hại hơn lúc trước nữa. Đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Gọi là vắng mặt là quên tất cả, nhưng mà khi xuất hiện lại thì chúng ta thấy càng chính xác hơn ha. Rồi như vậy thì Chiếc Chiếc Lá Mùa Xuân, Chiếc Anh, Chiếc Hà, sau khi mà Thí Tầm An phân tích
thì quý vị thấy mình đúng và sai như thế nào ha. Như vậy thì quý vị tự mình vượt lên chính mình ha. Cái quan trọng là mình thấy chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Còn trên cái dòng đọc thì quý vị cố gắng làm sao để chúng ta hòa nhập với Phật giáo, có nghĩa là mình không biết ngôn ngữ của người ta về tiếng Ấn, tiếng Miến, tiếng Tích, tiếng Lào, tiếng Campuchia, mình không có nói được cái tiếng địa phương của người ta, nhưng mà trên cái dòng kinh, dòng kệ, trên cái nghi thức thì chúng ta cũng biết rằng đây là Phật giáo. Mà đã là Phật giáo thì cái dòng đọc nó thống nhất ha, thống nhất. Có nghĩa là mà ta rằng bi ta rằng hành tòa bất cứ nước nào, với cái câu Phật ngôn 295 này cũng đều đọc như vậy. Tức là chúng ta thống nhất để rồi chúng ta biết được mỗi người mỗi nước mỗi non bước đủ Phật là con một nhà. Tức là dùng cái ngôn ngữ Pali này, mà cái ngôn ngữ Pali này là ngôn ngữ của chư Phật ha. Mà chúng ta học được như thế này là chúng ta đã tạo được một cái duyên để rồi chúng ta không xa với chánh pháp ha. Chúng ta có được một sự thống nhất. Rồi bây giờ mà ta rằng với ta rằng hành tòa ra cha nô đuê cha sô thị dê. Bây giờ ổn lại ha. Rồi chúng ta qua câu mới. Ma là trường âm thông thường, ta là đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Bi ta là hai đoạn âm, răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Hành là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường. Để ký câu đầu tiên này, trường âm thông thường có chữ ma, chữ toa. Trường âm nhấn thì có chữ hành. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ răng và chữ răng. Đoạn âm thì chúng ta thấy có ba, là chữ tá, chữ bí, chữ ta. Rồi như vậy là xong câu thứ nhất ha. Bây giờ câu số 2. Ra cha nô đuê cha sô thi dê. Chữ ra cha nô đuê, đây là bốn trường âm thông thường. Cha là đoạn âm, sốt là trường âm nhấn, thi là đoạn âm và dê là trường âm thông thường. Vậy thì câu số 2, trường âm thông thường gồm có ra là 1, cha là 2, nô là 3, đuê là 4 và dê là 5. Trường âm nhấn thì chỉ có 1, đó là chữ sốt. Chữ sốt là trường âm nhấn. Và đoạn âm thì chúng ta thấy cha và chữ thi. Rồi như vậy thì quý vị thấy câu 1 câu 2 xin được chấm dứt ở đây. Bây giờ câu 3 câu 4 để copy rồi mới đưa lên, quý vị thông cảm ha. Câu 3 câu 4 quay dắp khá bành cháp mần hành tòa a ni khô cha tí phẩm mát nô. Câu 3, câu 4. Rồi, quý vị thấy câu 3, câu 4 chưa? Quỳ dắt kha bành cha mong hành tòa an ni khô cha tí phẩm mát nô. Quỳ dắt kha bành cha mong hành tòa an ni khô cha tí phẩm mát nô. Với câu 3, câu 4 cái giọng đọc cũng hơi khó ha, chứ không phải là dễ ha. Với cái câu này chỉ mời Xích Thiền Bủ quan hỷ câu 3, câu 4 trường âm đoạn âm như thế nào đây.
Thôi, xà tu thấy bàn tay sẽ thiền vũ rồi. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư, con kính chào đạo tràng ạ. Con xin... con không biết có nghe rõ con không ạ? À? Bên con bị mất. Dạ, con nghe rõ con nói không ạ? À? Dạ, con xin đọc câu 3 và câu 4 ạ. Vijakha thành chan năng hành hoa aniko ya thi brahmano. Dạ, con xin phân tích câu thứ 3. Vây là trường âm thông thường, yak là trường âm nhấn, kha là đoạn âm, thanh là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, là trường âm đọc theo dụng nguyên âm, hành là trường âm nhấn, hoa là trường âm thông thường. Trong câu này có các cái trường âm thông thường là vây, ma vây và thoa là có hai trường âm thông thường, có trường âm nhấn là có giác, thanh và hanh là có ba trường âm nhấn, và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là măng, và có các bản âm là giá và chá là đoạn âm. Câu thứ 4, á, ní là hai đoạn âm, khô là trường âm thông thường, gia là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, rần là trường âm nhấn, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường. Trong câu thứ 4 thì có hai trường âm thông thường là vô và nô, có trường âm nhấn là, con xin nói lại là trường âm thông thường là khô, da và nô, là có ba trường âm thông thường. Trường âm nhấn là pran và có đoạn âm là á, ní, tí, má. Dạ, con xin sư sửa cho con ạ. Alo, 123, 123. Nãy giờ quậy quá à, cho nên là cái máy nó cũng lộn xộn à, quý vị thông cảm ha. Sa tu thành của Sĩ Thiền Vũ rất là rõ à, trong cái rõ đó thì cũng có cái đúng, cũng có cái sai, chứ không phải là nó đúng hoàn toàn ha. Nhưng mà không sao à, bởi vì câu này cũng là một câu khó chứ không phải là dễ. Rồi bây giờ xin mời tiếp tục để chúng ta coi như giải quyết câu này. Xin mời chiếc niệm từ âm thanh không biết chiếc niệm từ có được tốt không. Xin mời chiếc niệm từ câu 3, câu 4. Alo. Không thấy bàn tay chiếc niệm từ à, thấy rồi, xin mời. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Chư Đức, và con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Thiên Vũ, cảm ơn Sít Nhật Quỳnh, cảm ơn Sít Kim Nhung, và cảm ơn Quan Phạm đã cho biết là âm thanh rõ. Và con xin phân tích câu số 3 và số 4. Và con đọc trước. Quê dắt
kha bần cha mang hành chùa a ni kho ya ti bran mano. Dạ, trong câu số 3 thì chữ quê là trường âm nhấn, dắt là trường âm nhấn, khó là đoạn âm, ban là ban là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hanh là trường âm nhấn, là tua là trường âm thông thường. Như vậy trong câu này thì cũng có ba loại trường âm. Trường âm nhấn thì có quê, dắt, ban, hành. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm có một là măng. Và trường âm thông thường thì có một là tua. Dạ, con xin phân tích câu số 4. Aniko yati brahmano. Á là đoạn âm, ni là trường âm thông thường, kho là trường âm thông thường, ya là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm và no là trường âm thông thường. Và như vậy trong câu số 4 thì không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chỉ có trường âm thông thường là ni, ya, no, ni, ko, no. Dạ, trường âm nhấn thì có pra, trường còn đoạn âm thì có á, tí là hai đoạn âm. Dạ, trường âm thông thường có ni, ko, ya, no, đọc 4. Dạ, thưa sư, con đã phân tích xong. Con có sai, xin ngài sửa lời giùm con ạ. Dạ, xin dâng bích lại cho ngài. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. À, xà thủ, xà thủ, xin niệm từ à, chậm rãi, rõ ràng, chính xác. À, rất là hoan hỷ. À, xin niệm từ phân tích ra coi như là ổn định hơn. À, Chiếc Thiện Vũ ha. Rồi bây giờ xin mời Chiếc Kim Nhung, người thứ ba. Alo, câu 3, câu 4, Chiếc Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính Văn Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng, con kính lễ ngài Trí Đức, con kính lễ các cô tu nữ cùng quý anh chị đạo hữu trong lớp học. Cảm ơn chị Meta, anh Phan Thiện Vũ và Hà đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc và phân tích câu 3 và 4 ạ. Quay ya, quay yak kha banh cha manh hành toa ani kho ya ti brahmano. Quay yak kha bành cha mạnh hằng tòa ani kho ya ti brahmano. Quay là trường âm nhấn, dắt là âm nhấn, khá là đoạn âm, bành là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hà trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường. Ở câu 3 thì có 8 âm. Trường âm thông thường thì có 1, đó là toa. Trường âm nhấn có 4, đó là quay, dắt, banh, hanh. Trường âm giọng nguyên âm có 1, đó là măng. Đoạn âm có 2, đó là khá, chá. Ở câu 4, á là đoạn âm, ni, khô, ya là ba trường âm thông thường, tí là đoạn âm, brahm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, no là trường âm thông thường. Ở câu 4, trường âm thông thường có 4, đó là ni, kho, ya, no. Trường âm nhấn có 1, đó là brahm. Trường âm giọng nguyên âm thì không có. Và
bản âm có ba, đó là Á, Tí, Má. Dạ, đó là sự phân tích của con đã phân tích xong, con xin xuống mic ạ. Dạ, cảm ơn Huỳnh đã bốt bài. Sa thú chị Kim Nhung. Vậy thì câu số 3 này, câu số 4, câu 3, câu 4. Quy dắt khám bình cháu bằng hành tòa án ni khô trà tiết rầm mát nồ hoa. Với câu 3, câu 4 thì chị Kim Nhung xin niệm từ rất là rõ ràng, chính xác. Và chị Thiền Vũ ha, thấy được những cái chỗ mà mình đã vấp thì cố gắng để sửa sai. Như vậy thì câu 3, câu 4 quý vị thấy có chỗ nào thắc mắc nữa không? Alo, 1, 2, 3, quý vị có thấy chỗ nào thắc mắc trong vấn đề trường âm và đoạn âm, câu Phật ngôn 295. Trong vấn đề phân tích trường âm và đoạn âm để giọng đọc của chúng ta được ổn định, thì quý vị thấy có cái từ nào khó khăn, có chỗ nào khó thì chúng ta sẽ giải quyết. Alo, quý vị cứ tự nhiên ha, chỗ nào thắc mắc thì hỏi, bởi vì trong cái pháp học của chúng ta, chiếc lá mùa xuân nói trường âm nhắn phải không ạ? Là cái gì? Chữ banh, đúng rồi, chữ banh là một trường âm nhắn, chính xác. Bởi vì chúng ta thấy rằng một nguyên âm đi trước hai phụ âm, nguyên âm đó là nguyên âm Á đi trước hai phụ âm, tức là chữ N có dấu ngã và chữ C. Chữ N có dấu ngã và chữ C, đó là hai phụ âm. Thì chúng ta đọc là banh, kéo dài, đó là một trường âm nhấn. Rất là hoan hỷ khi mà quý vị thắc mắc và hỏi. Trên tinh thần học thì phải hỏi, hỏi xong chúng ta phải mới hiểu, hiểu xong rồi chúng ta mới nhớ, để rồi chúng ta ôn lại, chúng ta thực hành cho nó đúng. Thì như vậy ở đây vừa pháp học vừa pháp hành ha, nó đi đôi với nhau. Rồi, phân tích xong rồi, bây giờ chúng ta qua vấn đề pháp hành nè. Hành có nghĩa là trường âm, đoạn âm chúng ta đã giải quyết xong, thì bây giờ tiết giọng đọc phải cho ổn định. Chúng tôi xin đọc trước, rồi xin mời quý vị. Mà ta rằng, vi ta rằng, hành tòa ra cha nô đề chát sốt thi dê quê giấc khắp bằng chấp bằng hành tòa án ni khô cha thi prâm mát nô. Mà ta rằng, vi ta rằng, hành tòa ra cha nô đề chát sốt thi dê quê giấc khắp bằng chấp bằng hành tòa án ni khô cha thi prâm mát nô. Mà ta rằng, vi ta rằng, hành tòa ra cha nô đề chát sốt thi dê quê giấc khắp bằng chấp bằng hành tòa án ni khô cha thi prâm mát nô. Đó là những cách đọc mà chúng ta đọc liền một hơi. Còn quý vị thấy khó thì nên đọc chia làm hai. Mà ta rằng, vi ta rằng, hành tòa ra cha nô đề chát sốt thi dê quay dắt khá bành chá mần hành tòa án ni cô gia tiết rầm má nô. Như vậy thì chúng ta chia làm hai, cái giọng đọc của chúng ta sẽ ổn định hơn ha. Mà ta rằng, vi ta rằng, hành tòa ra cha nô đề chá sốt thi dê quay dắt khá bành chá mần hành tòa án ni cô cha tiết rầm má nô. Với cách đọc thứ hai thế này thì quý vị thấy dễ đọc hơn ha. Chữ quay giá là trường âm thông thường, nhắn đọc giọng dài phải không, là sao? Chữ quay dắt, quay dắt, nó là hai trường âm nhắn ha. Sĩ quan, quay dắt là hai trường âm nhắn ha.
Rồi bây giờ xin mời Thích Meta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sàng Khải Giá. Dạ, trước hết còn kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, còn kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cho con đọc trước bởi vì cái máy con bữa nay nó hồi sáng con không làm tròn nhiệm vụ đọc kinh lễ bái tam bảo được. Tức dạ, giờ thôi thì cho con đọc trước để rủi có gì nữa, có người chặn nữa là con đọc không được. Dạ thôi con xin đọc ạ. Dạ con xin đọc câu pháp cú 295. Mà ta rằng bi ta rằng hành tòa ra cha nô đuê cha xuất thi về quay dắt kha bành cha mằng hành tòa ani khô gia tí brahmano. Mà ta rằng bi ta rằng hành tòa ra cha nô ra cha nô đuê cha xuất thi về quay dắt kha bành cha mằng hành tòa ani khô gia tí brahmano. Mà ta rằng bi ta rằng hành tòa ra cha nô đuê cha xuất thi về quay dắt kha bành cha mằng hành tòa ani khô gia tí brahmano. Sau khi giết mẹ cha hai vua bà la môn, giết hổ tướng thứ năm vô ô phạm chí sống. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, mẹ cha đã giết, đã chôn. Và hai bà la môn chém ngành, đoạn viên, hổ tướng thứ năm, bậc vô u sống, cõi hàng, vô sinh. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin cảm ơn đạo tràng đã cho con đọc trước và con xin trả mít lại cho đạo tràng. Dạ, alo, xin hỏi đạo tràng có nghe âm thanh của Tuệ Duyên không? Nãy giờ Tuệ Duyên chạy ra chạy vào. Dạ cảm ơn quý vị đã cho biết nghe rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính tỉnh đệ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Và con kính chân Ngài Trí Đức. Và bây giờ con xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 295. Dạ alo, Thanh Hoàng không nghe, không biết là đạo tràng đã nghe. Dạ, cảm ơn. Có người nghe, có người lại không nghe. Đã chưa đọc chắc. Dạ, bây giờ tự nhiên xin đọc ạ. Mà ta rằng bi ta rằng hành tòa. Mà ta rằng bi ta rằng hành tòa ra cha nô đề cha so chi về. Quay giác ca bành cha măng hành tòa amigo ya chi ram mano. Mà ta rằng bi ta rằng hành tòa ra cha nô đề cha so thi về. Quay giác ca bành cha măng hành tòa amigo ya chi ram mano. Mà ta rằng bi ta rằng hành tòa ra cha nô đề cha so thi về. Quay giác ca bành cha măng hành tòa amigo ya chi tham mano. Xin lỗi, câu sao đọc sai. Mà ta rằng bi ta rằng hành tòa ra cha nô đề cha so thi về. Quay giác ca bành cha măng hành tòa amigo ya chi tham mano. Sau khi giết mẹ cha, hai vua bà la môn giết hổ tướng thứ năm vô ưu phạm chí sống. Khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mẹ cha đã giết, đã chôn, và hai vua
và hai vua Bà La Môn chém ngầm. Đoạn viên hổ tướng thứ năm bậc vô ưu sống cõi hằng vô sinh. Dạ, phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, cảm ơn Xích Kim và Kim Nhung đã nhường lại cho kỹ viên đọc. Và bây giờ thấy tín hiệu của chị Kim Nhung. Dạ, alo, alo ạ. Dạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ các cô tu nữ, kính chào các anh chị ở trong đạo tràng. Dạ. Cảm ơn chị Meta, cô tu nữ Tuệ Duyên, Thiện Vũ, chị Nhật Quỳnh, anh Phan, chị Tâm Phương và Hà đã cho biết tín hiệu nghe rõ ạ. Con xin trả bài câu Pháp Cú 295. Mà ta rằng, bi ta rằng, hành tòa, ra cha nô đuê cha sô ti dê, quay giác khá bành cha măng hành tòa, a ni khô gia ti pram ma nô. Mà ta rằng, bi ta rằng, hành tòa, ra cha nô đuê cha sô ti dê, quay giác khá bành cha măng hành tòa, a ni khô gia ti pram ma nô. Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn giết hổ tướng thứ năm vô ưu phạm chí sống, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chị Nhật Huỳnh ơi, em chưa thấy bản dịch. Đã, em đã thấy. Mẹ cha đã giết đã chôn và hai vua Bà La Môn chém ngành, đoạn viên hổ tướng thứ năm bậc vô ưu sống cõi hằng vô sinh, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong ạ. Con xin xuống mic. Kính mời chị Tâm Phương. Cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sankhaya. Dạ, cảm ơn chị Mít Ta, Thiện Vũ, Dạo Anh và cô Tiểu Duyên. Dạ, đã cho biết âm thanh rõ. Hello, quý vị có nghe tôi không quý vị? Chắc cổ rớt ra rớt đi out of wifi rồi, đang tìm đường vô đó. Cô Tâm Phương á, cô có muốn vô lại không? Cô muốn vô, cô giơ tay đi, tôi nhường máy cho cô. Tâm Phương đó, giờ cô vô ha. Hả cô? Thôi vậy tôi. Dạ thôi hả? Thôi nghiệp quá vậy. Vô đi đọc để kiếm phước. Sao mà rớt đài vậy? Thôi vô, sau khi mà tôi đọc vô luôn nha. Sư ơi, con đọc kinh, con đọc kệ luôn nha sư. Để con bữa nay con hơi bận việc á. Dạ, kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý Phật tử. Cảm ơn quý vị đã cho âm thanh nghe rõ ha. Dạ, có hai người thôi, vậy nghe cũng được rồi. Thôi để tôi. Dạ, con xin đọc kinh Pháp Cú câu 295. Mình sao bị chật mít? Sao tôi biết được? Coi lại cái máy đi. Kệ mà, xui mà, lâu lâu xui. Đời vô thường mà. Ha. Dạ, thôi nghe đi. Để mất thì giờ, khỏi mất thì giờ ha. Dạ, con xin đọc kinh Pháp Cú câu 295. Mà ta rằng, phí ta rằng, hằng tòa,
Rajanode kasokti ye vay yap kapanta mang hang to aniko ya tiramano mata rang pita rang hang to Rajanode kasokti ye vay yap kapanta mang hang to aniko ya tiramano mata rang pita rang hang to Rajanode kasokti ye vay yap kapanta mang hang to aniko ya tiramano mata rang pita rang hang to rajano de kasakti ye vay yap kapanta mang hang to aniko ya tiramano. Bây giờ đọc kệ nha. Mata rang pita rang hang to rajano de kasakti ye vay yap pay yap kapanta mang hang to aniko ya tiramano mata rampi tarang hang to rajano de kasakti ye vai yap kapanta mang hang to aniko ya tiramano mata rampi tarang hang to rajano de kasakti ye vai yap kapanta mang hang to aniko ya tiramano. Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn giết hổ tướng thứ năm vô ư phạm chí sống. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ sư chắc bắt đi công chuyện của quý vị. Thôi cảm ơn quý vị đã tặng qua. Dạ sư hả, sư còn đó sư. Dạ con cảm ơn sư nha. Dạ xin mời quý vị khác cầm mic ha. Dạ, đạo tràng có nghe con không ạ? Dạ, con xin kính đảnh lễ sư và con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc bài Pháp Cú 295 ạ. Ma ta răng, phi ta răng, hành thoa, ra cha nô đê cha, xót thi dê, vê giác kha phành cha măng hành thoa, ani vô già thi rằm ma nô. Ma ta răng, phi ta răng, hành thoa, ra cha nô đê cha, xót thi dê, vê giác kha phành cha măng hành thoa, ani vô già thi rằm ma nô. Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn giết hổ tướng thứ năm vô ưu phạm chí sống. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Mẹ cha đã giết đã chôn và hai vua Bà La Môn chém ngành đoạn biên hổ tướng thứ năm vô ưu sống cõi hằng vô sinh. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin sư sửa cho con ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tha Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ với cô tu nữ, và con kính lễ cô tu nữ Tự Duyên, và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn đạo tràng đã cho biết là âm thanh rõ, con xin trả bài. Câu Pháp Cú số 295. Ma ta răng pi ta răng hành tòa ra cha nô đuê cha sót thi dê vê giấc ca bành cha măng hành tòa a ni khô gia ti brahmano. Ma ta răng pi ta răng hành tòa ra cha nô đuê cha sót thi dê vê giấc ca bành cha măng hành tòa a ni khô gia ti brahmano. Con đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn giết hổ tướng thứ năm vô ô phạm chí sống. Mà ta rằng bi ta rằng hành tòa ra cha nô đuê chá xót thi dê quê giấc
kha bành cha mằng hành tòa ani khô gia ti brahmano. Dạ con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Mẹ cha đã giết, đã chôn, và hai vua Bà La Môn chém ngành. Đoạn viên hộ tướng thứ năm, bậc vô u sống chẳng hằng vô sinh. Dạ con đã trả bài xong, con có sai xin ngài sửa lại giùm con ạ. Dạ niệm từ xin mời đạo tràng lên trả bài tiếp ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Con xin cảm ơn đạo tràng nhiều. Nam mô Bụt Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Trung Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, xích hà, xích quanh phan, mình đã trình bàn và đã bài rồi phải không Tâm Hương? Xích hà chưa sẵn bài phải không? Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, mời hai vị nha. Dạ, con check cái âm thanh. Dạ, con thân cô Nhật Quỳnh. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ ngài Trư Đức, kính... chào tràng và con xin chào đài. Mà ta rằng bi ta rằng hành tòa và trà nô đề chát thi về quầy giác kha bằng cha mằng hành tòa a ni khổ giác thi bằng ma nô. Mà ta rằng bi ta rằng hành tòa và trà nô đề chát sốt thi về hoành giác kha bành cha mằng hành tòa a ni khổ gia ti tuần ma nộ. Sau khi giết mẹ cha hai bà la môn, giết hổ tướng thứ năm, vô u phải trí sống, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà ta rằng bí ta rằng hành tòa và trà nô đệ cha xuất thi về hoành quầy giác kha bành cha mằng hành tòa a ni khổ gia ti brahm ma nô. Mẹ cha đã giết, đã chôn, và hai vua bà la môn chém ngành. Đoạn viên hổ tướng thứ năm, bậc vô u sống cõi hằng vô sinh. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức, Đức con xin trao mít lại cho vị kế tiếp. Dạ, hình như con là người thứ ba. Con con xin nhường mic cho người thứ hai rồi tới con ạ. Dạ ha. Dạ, cho con xin cái câu lại ạ. Cho con xin câu pháp cứu lại ạ. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Con xin trả bài câu 295. Mà ta rằng, phi ta rằng hành tòa, ra cha nô tuệ chất sốt thi về, quầy giáp kha bằng cha mằng hành tòa a ni khô gia ti brang ma nô. Mà ta rằng bi ta rằng hành tòa ra cha nô tuệ chát so thi về quầy giáp kha bằng cha mằng hành tòa a ni khô gia tiếp rằng mano. Sau khi giết mẹ cha, hai vua bà la môn giết hổ
tướng thứ năm, vô ưu phạm chí sống, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mà ta rằng biết ta rằng hành tòa raja no tuệ chất so thi về quỳ giáp khá bằng cha mạng hành tòa ani hồ và tiếp rằng mano, mẹ cha đã chôn và hai vua Bà La Môn chém ngành. Đoạn viên hổ tướng thứ năm, bậc vô ưu sống cõi hằng vô sinh, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức ạ. Con xin xuống mít ạ. Định nó bị có chữ sai, có một chữ đó có người thấy không à thấy quá nghe được nhưng mà bây giờ quay Nam Mô Bụt Thầy á, dạ con cũng thỉnh ngài cầm mic trở lại à, ngài có nghe được âm thanh con không? Rồi đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát, ngài chạy ra ngoài luôn rồi. Dạ cảm ơn Liên Hoa, lâu quá mới gặp Liên Hoa vào đạo tràng nha. Dạ cảm ơn Thanh Hoàng, cảm ơn Quân Anh Phan, cảm ơn Kim Nhung. Dạ quý vị hoan hỷ chờ trong giây lát, ngài ra rời khỏi rung luôn rồi. Dạ chờ chút xíu. Liên Hoa khỏe không? Lâu lắm rồi mới thấy Liên Hoa vào đầu trang. Một chút nữa chắc ngài cầm mic là ngài sẽ hướng dẫn kệ, mời Liên Hoa lên đọc cho kệ nghe Liên Hoa nha. Thanh Thủy đây nè, Thanh Thủy vô cũng ngồi im su hòa. Thanh Thủy ơi, ủa Liên Hoa không nghe, và đầu trang có nghe không? Làm ơn cho Liên Hoa tín hiệu, cho Liên Hoa chạy ra nữa, chạy vào coi Liên Hoa có nghe được không? Dạ, cảm ơn đầu trang rất là nhiều. Sinh viên ơi, sinh viên khỏe chưa? Sinh viên có thể cầm mic được không? Dạ, cảm ơn Kim Nhung. Dạ, tội nghiệp Liên Hoa lâu lâu mới vào đảo tràng thì không nghe được. Bây giờ làm sao quý vị? Nhục Quỳnh coi ngài còn online không? À, rớt luôn rồi. Dạ, ngài không còn online. Bây giờ Liên Hoa nghe được chưa Liên Hoa? Dạ, Liên Hoa nghe được rồi phải không?
Vậy bây giờ Nhật Quỳnh mà Liên Hoa cầm mic đi. Trong khi chờ đợi ngài vào thì Liên Hoa cầm mic đọc bài đi, được không Liên Hoa? Được Nhật Quỳnh nhường mic nha. Nam mô Bụt Thầy giá nhà đạo tràng quan hỷ. Dạ cảm ơn cô tu nữ tuệ duyên. Còn nghiệp Liên Hoa thì thôi á, cầm mic thì tát cái đùng. Dạ dạ Liên Hoa cầm mic được không? Mời Liên Hoa nha. Dạ cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn Quỳnh Phan. Dạ mời Liên Hoa nha. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ con kính đảnh lễ sư trí đức, con kính đảnh lễ sư tôn đức tăng, con kính đảnh lễ cô tu nữ tuệ duyên, con xin kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc bài câu kinh Pháp Cú 1295 ạ. Ma ta rằng pi ta rằng hành tòa cha ra cha no đề cha sốt thi dề quay ra kha bành cha mặn hành tòa ani khổ cha ti rầm ma nô ma ta rằng pi ta rằng hành tòa ra cha nô đề cha sốt thi dề quay ra kha bành cha mặn hành tòa. Ni khô cha tí rầm ma nô. Sau khi giết mẹ cha, hai vua bà La Môn giết hộ tướng thứ năm, vô ưu phải đi sống. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Còn cô bót lại dùm con cái câu Pali đi cô, tại cái máy điện thoại của con nó làm sao con cứ bị. Ma ta rằng pi ta rằng hành tòa ra cha nô đề cha sốt thi dề quay ra khắp bành cha mặn hành tòa ani khô cha ti rầm ma nô. Mẹ cha đã giết đã chôn và hai vua bà La Môn chém ngành, đoạn viên hộ tướng thứ năm bậc vô ưu sống cõi hằng vô sinh. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ. Con thấy sư đã lên rồi ạ, con xin xuống mic. Con đọc sai cái gì nhỉ? Xin sư sửa giúp con ạ. Alo, quý vị nghe rõ ha? Ai sa thủ. Ho cũng nghe rõ nữa. Sa thú Thích Liên Hoa. Trở lại lần này lợi hại hơn trước ha. Rõ ràng, ổn định, chậm rãi, chính xác. Sa thú. Té lên rớt xuống mất cầu Phật ngon rồi. Thích Nhật Quỳnh quan hỷ đưa lên giùm đi. Alo. Sikha, hồi nãy nói về Sikha là sai một từ, có thể rằng thêm cái dấu nữa thôi. Cái câu cuối cùng của Sikha là Anikhoyati Brahmano, nhưng mà Sikha cứ đọc là giá tí không à, chứ không phải là già. Alo, Sikha có chiếc máy không? Nên tiếp thu chỗ này. Bởi vì khi mà chúng ta đọc sai á,
thì cái ý nghĩa nó khác ha. Gia tí tức là thêm dấu quyền vô, à thêm dấu quyền vô thì đọc là gia tí, à còn không có dấu quyền thì chúng ta đọc là gia tí brahmano, mà khi nãy thì Sĩ Hà đọc gia tí brahmano ha. À, thời gian sinh hoạt của chúng ta rất là eo hẹp, rồi cái đường truyền cũng là một sự thất bại. À, quý vị thấy té lên rớt xuống, đó là một cái sự vô thường chi phối chúng ta. Mà cái sự vô thường chi phối này có phải chăng rằng chúng ta đang bị cái nạn dịch nó hoành hành, và cái room của chúng ta cũng mắc dịch luôn ha. Cho nên khi nghe được, khi không nghe được. Rồi bây giờ trở lại vấn đề. À, hôm nay bỏ qua cái phần kệ bởi vì thời gian không cho phép. À, chúng tôi xin đọc câu Phật ngôn này và đi vào duyên sự. À, người mất dịch luôn cũng mất dịch luôn, đúng. À, mà ta rằng vi ta rằng hành tòa ra cha nô đề chất số thi về quay dắt phần cha mừng hành tòa ani khô già ti phẩm mano. Mà ta rằng vi ta rằng hành tòa ra cha nô đề chất số thi về quay dắt các bạn cha mừng hành tòa ani khô già ti phẩm mano. Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn giết hữu tướng thứ năm vô ưu phạm chỉ sống. Câu Phật ngôn 294-295 cùng một duyên sự. Tức là câu Phật ngôn 294 để ý sau khi giết mẹ cha, giết hai vua sát lỵ, giết vương quốc quần thần vô ưu phạm chỉ sống. Tức là câu Phật ngôn 294 chỉ nói lên bốn vấn đề, và câu Phật ngôn 295 nói lên cái vấn đề thứ năm. Tức là sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn giết hổ tướng thứ năm, à vô ưu phạm chỉ sống. Vậy thì những cái trường hợp này, à trong hai câu Phật ngôn này, tức là giết mẹ, giết cha, giết hai vua, giết vương quốc này, quần thần này, rồi giết luôn viên hổ tướng, tức là bài học ngày hôm nay. À, câu Phật ngôn 294-295 nói lên cái vấn đề sát sanh, một cái vấn đề mà chúng ta thấy đối với Phật giáo là một cái điều rất quan trọng. Bởi vì sát sanh, giết cha giết mẹ là nó phạm vào trong ngũ nghịch đại tội, chứ không phải là chuyện nhỏ. Mà ngũ nghịch đại tội thì nó che con đường giải thoát của chúng ta, không thể tiến hóa được. Mà ngũ nghịch đại tội thì đi thẳng vào cái địa ngục vô gián. Tại sao hai câu Phật ngôn này có cái tầm mức quan trọng như vậy? Và tại sao Đức Phật lại ẩn dụ nói rằng giết mẹ, giết cha, giết hai vua Bà La Môn, giết hổ tướng, rồi giết luôn vương quốc quần thần. Đó là những cái điều mà chúng ta nên nghe cho rõ. Alo, quý vị còn nghe ha? Câu Phật ngôn 294-295. Khi mà Bậc Đạo Sư trú ngụ tại chùa Kỳ Viên Chetavana, ngài đã đề cập đến một vị trưởng lão tên là Lalundaka. Chính cái ngài Lalundaka này là cái nguyên nhân để Đức Phật thuyết lên hai câu Phật ngôn này. Một hôm có các vị tăng khách từ phương xa đến ý kiến Đức Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên, khi đó đã Đức luôn Lalundaka cũng đi gần đó. Tức là trong pháp hội thì ngài Lalundaka cũng đi lãng vãng xung quanh đó. Thì Đức Phật hiểu ý của các nhóm tỳ khưu này, ngài mới phán rằng: này chư tỳ khưu, các ngươi có thấy chăng, có vị tỳ khưu này đã giết cha giết mẹ và ra đi một cách không sầu muộn.
Tức là Đức Phật ám chỉ về Ngài Lá Luân Đắc Ác. Thì các vị tỳ kheo mới nhìn nhau thắc mắc, do cái nguyên nhân gì mà Bậc Đạo Sư lại phán như vậy, lại nói như thế? Bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì mà Ngài đã nói như vậy? Đức Phật mới nói lên hai câu Phật ngôn 294 và 295. Đã giết mẹ, đã giết cha và hai vua hiếu chiến, tiêu diệt luôn cả một quốc gia, cùng với cái vị đại thần phụ trách về ngân khố, một vị A-la-hán ra đi không sầu muộn. Tức là ý nghĩa của câu Phật ngôn 204: Ma ta rằng vi ta rằng hành tòa ra cha nô đề chắc hát tỳ dê rất thần sa nu cha rằng hả cha cha rằng chứ không phải là sa rằng ha hành tòa. Cái câu mà sư Nhật Quỳnh đưa lên là chỗ này sai nha, sa nu cha rằng Aniko ya tiếp cầm nô, đó là câu Phật ngôn 294. Đã giết mẹ, giết cha, hai vua hiếu chiến. Mà ở đây giết mẹ giết cha ám chỉ về gì? Tức là ám chỉ về ái dục, ám chỉ về ái dục là mẹ. Còn cha tức là sự ngã mạn, tức là giết đã tiêu diệt cái ái dục và ngã mạn. Mà ái dục và ngã mạn tức là ám chỉ về mẹ và cha. Rồi hai hiếu chiến, hai vua hiếu chiến đó tượng trưng cho thường kiến và đoạn kiến. Chính vì thường kiến và đoạn kiến cho nên chúng ta phải luân hồi sanh tử mãi mãi. Rồi tiêu diệt luôn cả một quốc gia, quốc gia đó ám chỉ là lục căn và lục trần trong chính cái thân này, lục căn và lục trần, cùng với một vị đại thần phụ trách về quốc khố, mà vị đại thần đó canh giữ về tài sản, thì nói lên cái sự ái luyến, con là nợ, vợ là quan nha, cửa nhà là nghiệp chướng. Thì khi mà dứt bỏ được như vậy thì vị A-la-hán ra đi không sầu buồn. Đó là ý nghĩa câu Phật ngôn 294. Và câu Phật ngôn 295 nói lên cái điều gì? Câu Phật ngôn 295: Ma ta rằng vi ta rằng hành tòa cha nô đề cha số thị dê quê giấc khắc bình chấp bằng hành tòa a ni khô già tiếp trầm man đồ. Đã giết mẹ cha và hai ông vua của giai cấp Bà La Môn, tiêu diệt luôn con đường nguy hiểm. Đó là những cái vị hổ tướng, đó là sự chướng ngại hay là sự ái luyến. Thì vị A-la-hán ra đi không sầu muộn. Ở đây trong bài kệ này chúng ta hiểu rằng mẹ tiêu biểu cái tâm ái dục, đưa đến cái sự tái tạo ra trong ba cõi. Ái dục chính là nhân sanh ra sự tái sanh, sự tái tục, sự luân chuyển, sự luân hồi. Và cha đó là sự tiêu biểu của cái tánh ngã mạn chấp cái ta, vì ta là con của vị vua đó, con của vị đại thần kia và của vị vua nọ, vân vân. Thì do cái vấn đề ngã mạn chấp thú này ám chỉ về cha. Còn đoạn kiến và thường kiến như là quyền lực của các nhà vua. Vì vậy ở đây hai vị vua tiêu biểu cho thường kiến Sasata Ditthi và đoạn kiến Uche Da Ditthi. Chính những cái thường kiến và đoạn kiến này, đó là những tà kiến mà làm cho chúng ta phải đắm say trong sanh tử luân hồi. Rồi về lục căn và lục trần thì chúng ta thấy Kayatana tức là sáu nội xứ như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, và sáu ngoại xứ như là sắc, thinh, hương, vị, xúc. Thì đây được gọi là vương quốc, tức là
luyến ái bám níu vào cái đời sống như là một vị đại thần phụ trách về quốc khố trong non quốc nhà. Alo, hiện lên mấy màn hình mà không biết đạo tràng còn nghe không. Và cái điều cuối cùng, Brahmano, tức là chấm dứt mọi lậu hoặc như là ái dục, ngã mạn, tự mình cầm cái gươm chặt đứt, tức là một vị A-la-hán mới ra đi một cách không có sầu muộn. Thì khi mà câu Phật ngôn 295 Đức Phật đã thuyết ra, và các vị chư tăng đó nghe và hiểu, cho nên đã chứng đắc được quả vị A-la-hán. Thì như vậy, trong ý nghĩa của câu Phật ngôn 294-295 cho chúng ta biết rằng Đại Đức Lalun Taka là một cái vị rất là nhỏ con luôn, rồi bị chư tăng coi như vò đầu, rồi kéo lỗ tai, kéo mũi, tức là đối với một vị A-la-hán, nhưng mà với cái thân tướng không được tướng hảo, không được quang minh, và dễ bị cho các cái vị sa di tỳ khưu trẻ rồi đầu vuốt má mà coi thường một bậc thánh. Chính vì vậy cho nên Đức Phật đã thuyết lên hai câu Phật ngôn này để tiêu diệt năm cái chướng ngại bằng cái gươm A-la-hán, tức là ra đi một cách không sầu muộn, phải có sự tôn trọng và có sự kính nể đối với các bậc thánh. Cho nên ở đây Đại Đức Lalun Daka, người đã giết mẹ cha, chém luôn cả hai vị vua, rồi quần thần vương quốc cũng tiêu diệt luôn, đó là chính cái thân kiến, cái hoài nghi và cái giới cấm thủ, rồi sống ung dung cạnh Đức Phật, chư tăng khách mới ngại ngùng nghĩ không ra tại sao ái tham là mẹ, ngã mạn là cha, và hai ông vua là Đoạn Kiến và Thường Kiến, trong khi đó lục đặc chính là căn và trần. Rồi cái gương báu mà khi vung lên bằng trí tuệ thì vô sanh đạo tuệ nó tiêu diệt đi những cái chướng ngại của nội tâm. Trong khi đó cái viên hổ tướng được nêu ra chính là sự hoài nghi, rồi do không còn hoài nghi, cái vị A-la-hán này đã đi thẳng vào đạo tuệ, cái vị Tu Đà Vờn này đã thấy được cái thực tướng của vạn pháp. Thì như vậy hai câu Phật ngôn này khi chúng ta nghe mà chưa nắm bắt được thì nghĩ rằng ồ, đạo Phật chủ trương là sát sanh, giết mẹ, giết cha, giết vua chúa, giết quần thần. Nhưng mà đây là một sự ẩn dụ, một sự ẩn dụ. Thì cũng như khi đến sinh hoạt trên cái room này thì quý vị hay nghe Ngài Liễu Tông nói cái pháp môn móc túi, tức là một hình thức ăn cắp, ăn trộm, nhưng mà ăn cắp, ăn trộm một cách đúng pháp. Còn ở đây nói lên vấn đề sát sanh, giết mẹ là ái dục, giết cha là ngã mạn, giết hai ông vua chính là Thường Kiến và Đoạn Kiến, giết luôn cả vương quốc quần thần đó chính là lục căn và lục trần, rồi giết luôn cả cái viên hổ tướng bị quan mà giữ kho, thì đó chính là sự hoài nghi hay là ái luyến. Như vậy thì câu Phật ngôn 294-295 để lại một khoảng thời gian để cho quý vị thảo luận. Alo, ý kiến của quý vị khi nghe hai câu Phật ngôn này, chắc chắn rằng có nhiều cái vấn đề hoài nghi, và trong sự hoài nghi đó xin mời quý vị sẽ bày tỏ để đạo tràng của chúng ta cùng thảo luận. Mời xin Nhật Quỳnh ạ.
Dạ, sa thú con hành kính tri ân Ngài đã giảng giải từ vựng và duyên sự cao pháp của kinh 294 và 295. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn chị Meta và Sích Thiện Vũ. Dạ, con sao hôm nay nhiều thắc mắc quá. Cái câu thắc mắc thứ nhất của con. Dạ, ngài chiếc lá mùa xuân chờ Nhật Quỳnh chút xíu ha. Cái câu thứ nhất của con thắc mắc là bạch Ngài trưởng lão. À, con nghe Ngài đọc con không biết là con đã được cái bài này trúng hay sai, nên con phải hỏi trưởng lão Lakun Taka hay là Lakun Taka hay là Lakun Taka. Dạ, con nghe con không có rành. Dạ, nếu con sai thì Ngài chỉ dạy để con sửa lại. Cái thứ hai nữa là cái câu 294 nó bạch Ngài. Hôm trước thì con đưa bài lên cho con mới giữ bài lại mất tiêu rồi. Cho con chút xíu, dạ con kéo bài xuống ạ. Dạ, cái câu 94 là hôm trước là ngày con đưa lên là chữ rắc thăng sa nút chá răng, nhưng mà trong đầu tràng đưa ra là nói là cái câu này là rá chứ không phải là chá. Không biết con có nhớ lầm hay không, thì con đã sửa lại. Bữa nay con đưa lên thì lại nói là chá, con lại sửa lại nữa. Và con xin Ngài chỉ dạy cho con cái chữ nào đúng để con lưu lại trong cái bản lưu của con ạ. À. Và con kính nhân đến Ngài. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ. Alo, 123, 123. Bây giờ cái câu Phật ngôn 294, câu số 3. Rất thần xà xà nú, rồi chữ S, chữ C là sao? Ha? Sao hai câu âm này đi liền với nhau? Xà nú chá răng hả? Xà nú chá răng. Cái câu không có chữ S ha? Rồi, xà tụ rất thần xa nú chá răng, thì ở đây chữ xa nú chá răng nó đúng hơn, à tức là chữ chá rạch tí, à chá rạch tí, à có nghĩa là rồi sửa lại ha, xa nú chá răng đúng hơn chứ không phải là chữ có chữ S làm gì và chữ quá thì không chính xác. Rồi cái trường hợp trưởng lão Lakun Taka cũng có chỗ viết là Lakun Taka. À, thì bây giờ để hiểu cái vị A La Hán này thì quý vị nhớ đây là một cái vị A La Hán nhưng mà cái thân tướng không được hảo lắm, không được đẹp. Lakun Taka ha, vị này luôn nhỏ con, à do cái tiền nghiệp quá khứ không biết làm cái gì, à nhưng mà là một cái vị A La Hán. Nhưng mà là một vị A La Hán thì những vị tăng khắc hoặc là các vị sa di trẻ trong chùa, các vị tỳ khưu trẻ, à thấy vị này coi như hiền lành, à thấy vị này coi như nhỏ con, cho nên vuốt đầu ha, bẹo má, kéo lỗ tai, kéo lỗ mũi vân vân. Thì chính thấy những cái sự việc này mà Đức Phật đưa ra hai câu Phật ngôn 294, 295, à tức là một người sống vô ưu, một người sống mà một cái tâm mà coi như đáo đại á, là rất là bình thường, tâm thì đạo mà, à các ngài đâu có tạo tác những cái thiện cái ác gì trong tương lai đâu, à mà kiếp đó là kiếp chót của các ngài, cho nên các ngài sống một cách rất là bình thường, à rất là vô tư, à ở đây dùng cái chữ vô ưu, à thậm chí sống anh ni khô, à anh ni khô,
rất là rõ ràng ha. Vì phẩm giới à, nếu mà quý vị nghĩ rằng đây là một câu Phật ngôn à, Đức Phật chỉ ấn dụ thôi qua hình tướng của Ngài Lagunataka à, Ngài Lagunataka là một cái vị mà thánh A-la-hán, mà vì Ngài sống rất là vô ưu, tức là anicho. Cái tâm của Ngài không có hiềm hận, không có hút mắt khi mà ai chọc phá, ai kéo lỗ tai, hoặc là kéo mũi, hay là cái bẹo má à, thì Ngài vẫn tỉnh bơ ha, Ngài vẫn tỉnh bơ. Cho nên hai câu Phật ngôn này nói lên cái vấn đề gì? Cái tâm của một cái vị A-la-hán, tức là khi xúc chạm việc đời, tâm không động, không sầu, tự tại và vô nhiễm, đó chính là hạnh phúc cao thượng, một cái sự rất là bình thường ha. À, nghĩa là không có chấp, không có chấp à, à, người ta làm khổ mình, người ta à, làm cho mình đau khổ, nhưng mà nội tâm của các ngài à, do cái gì à, đã giết cha, đã giết mẹ, giết à, hai ông vua à, rồi giết luôn cả vương quốc à, à, triều thần, rồi luôn cáo vị quan giữ cái quốc khố à, như vậy là đủ năm hả mẹ, tức là nói lên cái vấn đề ái dục ha à, bởi vì mẹ là nhân sanh ra sự tái tục à, từ cảnh giới này đến cảnh giới khác, cho nên tiêu biểu của mẹ đó là cái tâm ái dục đưa chúng ta sinh khởi trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Còn nói về cha, tức là tự ngã của chính bản thân mình, chứ đừng có nói bên ngoài ha. Tiêu biểu cho cái tánh ngã mạn về cái ta, như ta đây là quyền quý, ta đây là con ông này, ta đây có chức vụ này à, chính vì cái tự ngã này, sự chấp thủ này à, là một cái nhân mà đưa chúng ta tạo ra những ác bất thiện pháp à, rồi thường kiến và đoạn kiến à, thường kiến và đoạn kiến tượng trưng cho hai vị vua à, hai vị vua à, đã xúi dục chúng ta trong cái sự tà kiến, nghĩ sai à, rồi nói bậy hoặc là làm những cái điều coi như không được tốt, nhất là đoạn kiến và thường kiến à, thường kiến có nghĩa là khi chúng ta nghĩ à, khi chúng ta nghĩ ồ mình sinh ra là vua chúa thì kiếp sau mình cũng là vua chúa à, à, như cái câu nói rằng con vua thì được làm vua, con sải thì chùa thì quét lá đà à, đó là một thường kiến ha. Không phải có cái quy luật đó là nó trường tồn, mà cái quy luật nói là con vua thì được làm vua, con sải thì chùa thì quét lá đà, đó là một cái tư tưởng gọi là thường kiến. Còn đoạn kiến có nghĩa là ồ hưởng thụ đi, chứ không thì coi như bị dịch nè à, hoặc là mình chết đi thì của cái tài sản này á nó sẽ qua tay người khác, vậy thì mồ hôi nước mắt mình làm ra có bao nhiêu sẽ láng sáng về sớm à, với tư tưởng như vậy gọi là chết là hết, thì đó là một tư tưởng gọi là đoạn kiến à, và thường kiến đoạn kiến này à, đoạn kiến thường kiến này cũng dắt chúng ta vào cái chánh khổ, bởi vì cái nghĩ rằng ôi à, hưởng thụ cho hết đi, chứ mất dịch sắp tới rồi, người ta chết coi như cả thế giới như vậy à, nghĩa là họ coi như bị cái nạn dịch này là một cái cộng nghiệp, thì mình chết rồi sống mai thì thôi phải hưởng thụ à, đó là một cái điều sai lầm à, là hữu chức la ngồi trường, tại sao lấy hình ảnh giết cha giết mẹ, ai là người thân của chúng ta nhất? Người thân của chúng ta nhất đó chính là cha, là mẹ. Và nhiều khi có trường hợp còn nói rằng
cha mẹ Phật tổ đại tiền, cha mẹ tại thế, tức là cha mẹ của chúng ta giống như những vị Phật. Cái hình ảnh mà gần gũi chúng ta nhất đó là cha và mẹ. Chính cha và mẹ của chúng ta là những cái nhân vật mà tạo ra chúng ta được thành nhân chim ý trong cuộc sống. Vậy thì cha mẹ của chúng ta có một cái ơn rất lớn đối với chúng ta, rất gần với chúng ta. Thì cái hình ảnh này Đức Phật đưa ra để chúng ta gọi là giết cha giết mẹ, là những cái nhân vật thương yêu quý mến mà kính trọng gần gũi nhất của chúng ta. Mà cha mẹ này là ai? Đó là ái dục và ngã mạn. Ái dục và ngã mạn này không phải là ở cha mà ở mẹ, mà ở chính trong cái tấm lòng của chúng ta, ở trong người của chúng ta, chứ không phải là cha mẹ trên hình thức bên ngoài. Đừng vô là ngũ nghịch đà tội. Một hình ảnh ví dụ, chứ không phải là nói rằng ồ, cha mẹ mình cần phải giết, giống như tiền thân của Ngài Mục Kiền Liên ha, nghe lời người vợ của mình để rồi giết cha giết mẹ. Đó là hình ảnh thật. Còn đây là một hình ảnh ẩn dụ, giết cha giết mẹ tức là giết đi cái tâm ái dục, giết đi cái sự ngã mạn của chính bản thân mình. Chứ không phải nói rằng trong kinh này Đức Phật dạy mình là phải sát sanh. Mà quý vị phải hiểu sát sanh như thế nào. Sát sanh thì được lên thiên đàng, mà phóng sanh thì đi xuống địa ngục. Quý vị muốn như vậy không? Sát sanh ở đây có nghĩa là chúng ta phải diệt đi cái tâm ái dục, phải diệt đi cái sự ngã mạn ở trong chính con người mình. Cho nên đừng có nghĩ rằng cha mẹ ở bên ngoài, mà cha mẹ nằm ở bên trong của chúng ta này. Cũng giống như trong cái bài kinh Sirat Mingme Buddhasitho Sariputto Chattakine, Đức Phật ngự trên đầu, vai phải Ngài Xá Lợi Phất, vai trái Ngài Mục Kiền Liên, trước mặt là A-la-hán, sau lưng là Ngài Ananda. Chúng ta lấy chính cái bản thân của mình, nhưng mà nương tựa cái gì cao quý nhất trên đầu của chúng ta? Đầu chúng ta là Đức Phật ngự, quay mặt của chúng ta là Ngài Xá Lợi Phất, quay trái của chúng ta là Ngài Mục Kiền Liên. Khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này, chúng ta nghĩ tưởng đến chính cái thân của chúng ta được sự ngự trị của Đức Phật, của các vị Thánh Tăng, các vị A-la-hán, thì khi quý vị ngồi hành thiền, quý vị còn sợ ai nữa? Quý vị còn sợ ái dục, sợ ngã mạn, sợ vô minh, sợ thường kiến, sợ đoạn kiến hay không? Chắc chắn rằng khi mà quý vị đọc bài kinh đó, rồi quý vị ngồi hành thiền, quý vị cảm thấy rằng wow, gì nữa mà sợ? Ông Phật ông ở trên đầu mình sợ gì nữa? Bên quay mặt mình Ngài Xá Lợi Phất, quay trái của mình là Ngài Mục Kiền Liên. Thì như vậy, khi mà chúng ta đã có một cái sự an trú ở trong giáo pháp, tâm của chúng ta sẽ cảm thấy vô ưu, an tâm, không còn sợ sệt gì hết. Và chắc chắn trong cái khóa ngồi đó, trong cái sự hành thiền đó, tâm của chúng ta sẽ được an vui, hạnh phúc. Alo, thời gian để cho quý vị sinh hoạt không còn nữa rồi. Hôm nay cái đường truyền nó cũng mất dịch ha. Rồi khi nghe, khi không chạy vô, chạy ra, không sao. Chúng ta sẽ còn gặp thời gian trong những buổi tới. Mong quý vị thông cảm ha. Buổi sinh hoạt của Đạo Tràng đến đây xin được kết thúc. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật, áp dụng trong cuộc sống được an vui. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phục quả hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hành bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên khi toàn giác độc giác và thinh văn tính chúng.
hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. E te na san cha wa che na so ti wo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này, kính dâng quả phước đến chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sĩ Hồng Nhật kết thúc buổi sinh hoạt ngày hôm nay. Phiên kim cương bao phủ mây hồng
các tường mong các tường phúc mạnh. Lùm bi ni tình ba hiển hiện 32 biểu tương trượng phu cùng 80 quy canh đặng thù hòa bãi bước đi mang lời khai tị ôi hàng hũ đó hoặc hoàn kỹ đủ dùng nghi cô canh phi phàm mà trải bao đời quyết cu trần gian bằng đại giác từ ân xuất hiện thương chúng sinh mê tình thục lặng mãi ngược xuôi ai đừng khổ cầu mãi nên trầm hương hãy bể qua biên đầu thập biên đầu nguyện mộng thâm chín tuổi đời đầy qua mộng bỏ ngay hoàng đế nghiệp thế nhi sao năm tu khổ hành an nghỉ rừng thanh văn chọn thay điện ngọc rồi chung đạo dốc lòng tâm lực coi bồ đề viên mất tam minh hàng phục ma đoàn tầm thương tinh nhân thiên tri viên thành đại nguyện rừng lọc giả pháp vận chuyển đồ năm thầy thích tử đầu tiên 45 năm hoàng hóa cấp miền cổ ức triều hữu tình thoát cổ đào vô binh từ nay rạng tỏ tuổi 80 mãn thọ trọn viên rừng xa lắm thì tịch niết bàn hương tư chung ban đời di gia đời giả tam hữu vi mộng ảo tinh tân tu liễu đạo chân thường ba cõi vi về thế giới nghe hương vô nổ say mùa cung Phật ngọc xa lợi di lưu ân đức pháp bảo đăng nhận việc sáng soi gương lành xưa muôn thở rèn ngờ hồng ân lớn trời người nhìn gọi thế tôn cha lành ba cõi đủ từ bi phổ qua chúng con dân si mê lạc lối lầm đường thôi vì kỹ mở lòng tự ái chúng con nguyện vượt qua khổ hải tam tu học y giáo phụng hành thanh tịnh tâm bỏ ác làm lành sống cùng sự tốt thân tam bảo nguyện phước bao đã làm mà hồi hướng gấp chữ thiên bằng thiên thần hộ phá nhiều oai đức thần lưng ngự cấp cả trần hoàng hư không giới thiên giới xin các ngài tỳ hỷ công đức đã thể hiện rồi hô trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên quân đồ hưởng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ quyến thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu thiếu bệnh dứt khổ sầu ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu nhất tâm cầu giác ngộ